Hello, xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2019. Giờ lúc 10 giờ rưỡi sáng, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại chùa Pháp Hoa thuộc thành phố Columbia, Pennsylvania. Hôm nay chùa Pháp Hoa tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563. Hường Lê kính mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại. Hường Lê kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thắm hồi Vu Lan đã tới rồi, trái tim hiếu hạnh để sau núi, một lòng đền đáp ơn cao cả, chân cảnh thiên linh mãi thẳng thơi. Vu Lan là ngày chư Phật hoan hỷ, chúng tăng tự tứ sau 3 tháng an cư. Vu Lan là ngày báo hiếu, ngày xá tội vong nhân. Giờ này 10 giờ sáng, Phật tử tề tụ về chánh điện chuẩn bị cho buổi đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563. Từ ngàn xưa, những người con Phật khắp năm châu bốn biển, nhất là dân tộc Việt Nam sẵn có truyền thống hiếu đạo, đều ngưỡng vọng về hai đấng sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu, mong đền đáp. Khi mở mắt chào đời, hình ảnh chúng ta nhìn thấy đầu tiên là cha mẹ, là những người đã cho chúng ta ánh mắt, nụ cười và hương vị yêu thương. Con còn mẹ là con còn hạnh phúc. Con có cha, con có cả cuộc đời. Mẹ cha là Phật cao vời, là nguồn suối mát ru hời nghìn năm. Dạ không phải em. Cái này là những Phật tử người ta cúng dường á, người ta đem tới một nồi đó, cứ tùy hỷ là người ta muốn nấu chè, nấu xôi cái gì người ta đem tới. Rồi em ở đây em phụ là em múc ra, em chia phần ra. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Rồi bữa nay á, thì mình nấu 3 món. Dạ. Một món súp, dạ, súp măng, 4 món. 4 món với lại khìa, món tủ khìa. Đó, đây là món của chùa đó. Chả giò, ở đây là miếng chay, miếng xào, đó, rồi cơm rang, đó, đó chị. Hôm nay là mình nấu 4-5 món đó, mới xong đó. Quá nhiều. Dạ. Hồi lễ kính chào quý khán giả đài SBTN. Những giây phút vừa qua, nhóm phóng viên chúng tôi đã gửi đến quý khán giả những hình ảnh đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563 chùa Pháp Hoa. Trước khi kết thúc phóng sự, Hồi lễ kính nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ quý khán giả và bổ quyến một mùa Vu Lan tràn đầy hương hiếu hạnh. Hồi lễ xin hẹn lại phóng sự kỳ sau. Kính chào. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thông báo Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý đồng nghiệp và quý thân hữu tham dự dạ tiệc dạ vũ mùa thu được tổ chức vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 2019. 7 giờ tối đến 12 giờ khuya tại nhà hàng Harvest Moon với sự hiện diện của ca sĩ Ý Lan và ban nhạc The Red Sun. Xin liên lạc Dược sĩ Trần Kim Long 410-707-6203, bác sĩ Nguyễn Khoa 571-277-8791.